Là cứ trâu hả? Yeah. But in the past we buffalo. Yeah, đúng rồi, hồi xưa. Nowadays the buffaloes eat young food, so the poop is no longer water poop. Oh. And they have to mix the lacquer with the rice powder. Đây là chú dùng cám với cả dầu rái. Trước ngày xưa là dùng là một cái cây ở trên rừng á mà người ta lấy được dầu trong cây đó. Cao su đúng không?